có cặp vợ chồng nọ sống với nhau không hạnh phúc và luôn luôn xảy ra cãi vã. Người vợ tần tảo sớm hôm nhưng chồng lại không chí thú làm ăn. Chỉ vất vả dành dụm được bao nhiêu tiền đều bị chồng đem vào xới bạc hoặc uống rượu hết. Con cái cũng không thèm ngó ngàng. Không ít lần vợ chồng cãi vã, chị còn bị chồng thượng cẳng chân, hạ cẳng tay vì lắm điều. Nghĩ thấy phận mình quá bạc, nhìn sang hàng xóm, có người sống hạnh phúc, được chồng yêu chiều mà chị thấy nản lòng. Một ngày nọ, sau trận cãi vã và bị chồng đánh chửi thậm tệ, người vợ cảm thấy mình không còn đủ sức chịu đựng, liền ra sông định tự tử. Tới bờ sông chảy xiết, chị đã toan nhảy xuống đó thì bỗng nhiên gặp một bà lão đi qua. Bà lão thấy vậy ngăn chị lại và hỏi han sự tình. Nghe chị kể lại câu chuyện buồn của mình, bà lão bảo chị đi theo mình về nhà. Nhà bà ở gần đó và bà bảo chị hãy nhìn vào chiếc gương tròn. Đó là chiếc gương thần kỳ giúp người ta bớt đi nỗi sầu nhân thế. Nghe lời bà lão, chị nhìn vào. Trong chiếc gương dần hiện lên một khung cảnh đô thị náo nhiệt thời xưa. Ở đó có một vị quan đang đi phi hành, tình cờ gặp một thiếu nữ cũng con nhà quan nhưng chẳng may cha mẹ mất sớm. Tiểu thư vóc dáng mảnh mai xinh đẹp, vị quan trẻ tuổi đã đem lòng yêu thương, bèn ngỏ ý muốn rước về làm vợ. Đôi bên tâm đầu ý hợp, chung sống rất hạnh phúc. Nhưng rồi vị quan trẻ được trên điều động đi xa để lo việc nước. Quan có thể nhờ người khác đi thay, nhưng đây là cơ hội để thăng tiến nên ông đã vội vã nhận lời. Phu nhân trẻ tuổi buồn bã chia tay chồng, dặn dò sớm ngày trở về. Đừng để thiếp vò vỏ chờ mong. Quan gật đầu rồi vội lên đường, nhưng trong lòng hăm hở quyết tâm lập công còn mau thăng tiến. Người vợ trẻ ở nhà hôm sau biết mình đã thụ thai nên rất vui mừng, nhưng lại buồn vì không có phu quân bên cạnh. Ngày tháng dần trôi, nàng vò vỏ chờ mong nhưng phu quân vẫn biệt vô âm tín. Rồi tới lúc nàng sắp sinh thì chẳng may gặp đại họa, thiên tai lũ lụt xảy ra khắp trấn, khiến thiếu phụ phải bỏ cả dinh thự để chạy thoát thân. Đến lúc gặp dòng nước xiết, phu nhân không thể gắng sức nữa thì gặp một bà lão tốt bụng cứu lên thuyền. Tại đây nàng đau đớn vật vã để sinh ra đứa con đầu lòng. Trong tâm cô vừa run sợ vừa trách cứ phu quân vô tình, chỉ màng tới công danh địa vị mà bỏ vợ dại con thơ khổ sở như vậy. Rồi chẳng may thuyền của họ va phải tảng đá và chìm dần. Thiếu phụ ôm chặt con vào lòng đau xót, cô biết mình sắp phải từ giã cõi đời. Trước khi nhắm mắt, cô vẫn không thôi trách cứ phu quân rằng kiếp sau nếu có gặp lại, cô sẽ phải đòi món nợ này. Người vợ nhìn dòng nước xiết cuốn trôi thiếu phụ mới sinh và đứa trẻ vừa lọt lòng mà cảm thấy thương xót vô cùng. Cô hỏi bà lão mình vừa chứng kiến cảnh tượng gì vậy? Bà lão mỉm cười và đáp rằng đó chính là kiếp trước của vợ chồng cô. Người vợ bị chết thảm trong dòng nước xiết khi vừa sinh con xong chính là tiền kiếp của chồng cô. Còn cô là vị quan ham danh lợi mà bỏ bê vợ trẻ ở nhà. Nghe xong, người vợ lặng đi một lát. Cô hiểu rằng kiếp này mình phải trả cái nợ kiếp trước cho chồng. Cô đã không còn oán trách và hận chồng nữa. Cô chào bà lão đi về. Trong tâm cô tự nhủ mình cần nhẫn nhịn kiếp này để trả món nợ cho chồng. Thay vì trách cứ, cô sẽ yêu thương chồng hơn, cũng là để trả lại cái nợ đời trước và cũng vì bản thân cô. Kiếp sau, cô sẽ thoát hết nợ nần mà không còn khổ sở như giờ nữa.
thân bằng, quyến thuộc đều do tứ nhân tương tụ. Tứ nhân tức là trả nợ, đòi nợ, trả ơn và báo oán. Bất luận chúng ta thọ bao nhiêu cái oan ức, không những không được oán hận, ngược lại phải sám hối cho nghiệp chướng của mình, tội nghiệp của quá khứ nay phải trả. Nếu đem lòng oán hận, làm sao không tạo thêm nghiệp mới? Chúng sinh oan oan tương báo, đến bao giờ mới hết? Nếu biết lấy ân, báo oán, thì oán liền tiêu trừ. Sự lựa chọn của mỗi người chính là xuất phát từ lý trí mà ra. Nói thế có nghĩa là chúng ta có tiền duyên với nhau. Nhưng chính ở kiếp này, tiền duyên đó có được gắn kết thành một chữ nợ bền lâu hay không, chính là nhờ ở chính chúng ta. Trong hơn 7 tỷ người trên hành tinh này, có một người sẽ cùng chúng ta gắn kết cả đời, sinh con đẻ cái, hưởng vinh nhục, chia sẻ buồn vui. Đó hiển nhiên là một trong những phúc phần mà tạo hóa đã ban cho con người. Nhìn nhận và bồi dưỡng thế nào để chữ nợ đó thực sự mang đến cho chúng ta niềm an lạc trong cuộc sống mới chính là những gì mà mỗi chúng ta cần học hỏi suốt đời. Vì sao có một số phụ nữ thường phàn nàn về người chồng của mình? Người phụ nữ từ thời khắc được gả làm vợ của một người đàn ông thì sẽ đem toàn tâm thân giao phó cho người đàn ông này. Sau khi kết hôn, họ một mực yêu thương gia đình và chăm sóc chồng con. Nhưng có những người cả đời không nhận được một câu động viên, khích lệ của người chồng. Thậm chí có người còn bị chồng không quan tâm, coi trọng. Thế là họ sinh ra bực bội, than vãn và phàn nàn về người chồng của mình. Nhưng xét về nhân quả thì đây là do kiếp trước người vợ đã thiếu nợ người chồng ở kiếp này của mình. Người vợ đã bao giờ từng nghĩ tại sao mình không lấy người này, người kia mà lại lấy chồng mình bây giờ? Đó là bởi vì người vợ thiếu nợ người chồng nên kiếp này được gả cho người chồng hiện tại để trả nợ. Nếu như không thiếu nợ thì sẽ không đến, không có duyên thì sẽ không tụ. Có người phụ nữ lại nói, tôi không nợ chồng tôi thứ gì cả bởi vì chồng tôi đối xử rất tốt với tôi. Nhưng điều này cũng là bởi vì người chồng ở kiếp trước đã nợ người vợ của mình. Không có nợ thì sẽ không tạo thành một gia đình. Có những người đàn ông chỉ mong muốn lấy được người vợ đó mà chấp nhận làm hết công việc từ chăm sóc gia đình đến nuôi dưỡng con cái. Đây chẳng phải là vì thiếu nợ sao? Chỉ là trong xã hội đa phần chúng ta chứng kiến thì đều phụ nữ thiếu nợ đàn ông mà thôi. Có người phụ nữ lại than rằng, tại sao tôi lại lấy được một người chồng vô dụng như vậy, làm gì cũng không thành. Người phụ nữ kiểu này đi đâu cũng chỉ trích người chồng của mình là vô dụng, không làm được việc gì thành cả. Việc kiếm sống toàn là do bản thân mình đảm nhiệm. Nhưng kỳ thực, đó là bởi vì ở kiếp trước, người đàn ông này đã vì người vợ mà dốc hết sức mình. Cho nên ở kiếp này, người vợ phải đền bù tổn thất đó cho người chồng. Đây không phải là người vợ gặp xui xẻo, mà bởi vì kiếp trước mình đã gieo nhân này thì kiếp này sẽ nhận được quả đó. Cũng có cặp vợ chồng rất hòa thuận, vợ chồng đối xử với nhau rất tốt, sẵn lòng vì nhau, nhưng mà người vợ lại không hòa hợp với mẹ chồng. Kỳ thực, đây là vì người vợ đã thiếu nợ mẹ chồng của mình ở kiếp trước. Nếu như giữa mẹ chồng và con dâu bất hòa cũng là điều do oan thân, chủ nợ ở kiếp trước gặp lại trong kiếp này. Bên nhà Phật giảng rằng, chấp nhận là có thể chấm dứt được nghiệp này, cho nên người vợ và người chồng đều nên về nhà giữ tâm bình tĩnh, chấp nhận người bạn đời của mình. Người phụ nữ được gả cho người đàn ông nào thì đều là mệnh của mình. Người mà hôm nay mình gặp đều là đã có trong mệnh rồi, đều là nhân gieo trồng từ kiếp trước, cho nên ngày hôm nay mới nhận được quả như vậy. Đàn ông cũng vậy, không nợ sẽ không đến. Cho nên trong gia đình,
vợ chồng đừng nên trách mắng nhau, bởi vì như vậy nợ kiếp trước chưa giải quyết xong lại tăng thêm nợ ở kiếp này, tức là nghiệp cũ chưa hết lại thêm nghiệp mới. Hãy đối xử tử tế với nhau để hóa giải nợ kiếp trước. Nhà Phật có câu, chúng sinh là bình đẳng, người chồng hay người vợ không phải là tài sản riêng của mình, chỉ là có một đoạn nhân duyên với mình ở kiếp trước, kiếp này đến để kết thúc đoạn nhân duyên đó mà thôi. Duyên tận, duyên tán, tất cả sẽ phân ly. Đừng oán trách người chồng hay người vợ của mình, mà hãy trả giá, bỏ công sức ra nhiều hơn, lặng lẽ giúp đỡ người kia nhiều hơn ngay bây giờ. Bạn chắc chắn sẽ nhận được quả ngọt, phàn nàn người khác cũng chỉ tự mình làm hại mình mà thôi. Câu chuyện một lời ước hẹn mấy đời làm tăng khó thoát tình duyên. Tôi và vợ tôi không phải người cùng một tỉnh. Khi tôi chán nản buồn bã đã quen được cô ấy. Sau này, trải qua bao nhiêu trở ngại, chúng tôi mới kết thành vợ chồng. Thời gian đó, chúng tôi đã vượt biết bao khó khăn. Trong tâm, tôi luôn cảm thấy mình nợ cô ấy rất nhiều. Cô ấy có tính hay dựa dẫm vào tôi. Nếu một ngày không nhìn thấy tôi, thì tâm thần bất an, đứng ngồi không yên. Tôi khai mở một số ký ức ở những đời trước. Vợ tôi cũng vì thế mà thường nói với tôi, kiếp trước em và anh rốt cuộc là có quan hệ nhân duyên thế nào? Anh không thể xem một chút sao? Tôi nói với cô ấy rằng điều này không thể cưỡng cầu được. Vào một buổi tối, tôi lại một lần nữa vượt qua không gian và thời gian của luân hồi, trở về hơn 1.000 năm trước, nhìn thấy được những ân oán giữa tôi và vợ. Trong kiếp đó, sau nhiều năm tôi xuống núi Vân Du, khi trở về chùa Vĩnh Hoa thì sư phụ đã viên tịch rồi. Bởi vậy chúng tăng trong chùa chọn tôi lên làm trụ trì. Không lâu sau đó tôi bắt đầu lập đàn giảng kinh tuyên dương Phật Pháp. Khi đó tôi chưa đến 30 tuổi, những người họ thường hay trêu đùa tôi là tiểu phương trượng. Cùng với ảnh hưởng được mở rộng, hương hỏa trong chùa ngày càng thịnh vượng. Khách hành hương, các tín chúng, những người hỏi đạo đến tôi đều không cự tuyệt. Một hôm, một nhà giàu họ Lý có việc đi qua chùa, ông dẫn theo người nhà, tiện đường liền lên núi thắp hương kính Phật. Khi uống trà nói chuyện, thì biết được cả nhà ông đều kính phụng Phật Pháp hay làm việc thiện. Vì nghe nói tôi tu luyện trong Phật Pháp đạt được trình độ nhất định nên ghé vào thăm, thuận tiện cho chúng tăng một ít đồ cúng. Đi cùng còn có con gái của ông, dáng vẻ khoảng 16-17 tuổi, dung mạo đoan trang. Cô nhìn thấy những câu kệ tôi viết liền cầm lên xem hồi lâu, rồi chợt hỏi chuyện một cách tò mò. Tôi khiêm tốn trả lời từng câu hỏi. Không lâu sau thì họ phải lên đường. Khi từ biệt, tôi mới phát hiện ánh mắt của Lý Tiểu Thư không rời khỏi tôi. Ánh mắt đó từ trước đến giờ tôi chưa từng tiếp xúc qua. Bỗng nhiên tôi thấy chấn động, tâm tư suy nghĩ bất định, tự nhủ. Ta tu hành từ nhỏ đến nay, tự nghĩ định lực bản thân không hề nông cạn, làm sao trước nữ sắc lại thất bại thế này. Từ hôm đó, nhiều ngày, khi đã tọa không thể nhập định được, những suy nghĩ bất chính liên tiếp đến, dần dần phải qua thời gian dài mới có thể chế phục được tâm ma này. Từ đó, tu luyện trong Phật Pháp không dám có chút buông lơi nữa. Một năm sau, dưới núi có người vội vã đưa đến một bức thư, thì ra là thư của Lý Viên Ngoại. Tôi vừa mở ra xem, mồ hôi lạnh liền toát ra, vội vàng niệm Phật hiệu. Trong thư, con gái Lý Viên Ngoại từ sau khi ở chùa về, không lâu sau thì ngã bệnh, không còn cách nào chữa được, không tìm ra nguyên nhân căn bệnh. Tiểu thư không nói, người nhà cũng không có cách nào. Sau này mới ít nhiều biết được là vì tương tư tôi nên thành bệnh. Nghĩ tôi là người trong Phật môn, chuyện này chẳng phải trò cười hay sao? Nhưng không biết làm thế nào, vì sức khỏe con gái ông càng nguy kịch, chỉ còn cách mời tôi từ bi xuống núi thăm con gái ông một lần. Việc cứu người là khẩn cấp,
Do đó tôi vội vàng thu xếp công việc và đồ đạc, rồi theo người đưa thư xuống núi. Sau nhiều ngày thì đến gặp được Lý Phủ. Lý Viên Ngoại trong lòng nóng như lửa đốt, nhìn thấy tôi đến bèn vui mừng ra đón rồi dẫn vào trong nhà. Dường như đã có người sớm báo cho tiểu thư, Viên Ngoại ở bên ngoài gọi tiểu thư: "Con gái, con xem ai đến này." Tiểu thư từ từ ngồi dậy khỏi giường, nét mặt ửng hồng, khe khẽ hỏi tôi: "Cao Tăng, ngài đã biết rồi sao?" Lời nói có vẻ mệt mỏi, cơ thể biểu lộ ra vẻ yếu ớt. Tôi vội vàng thi lễ, ra hiệu cô ấy không nên cử động nhiều. Sau đó tôi giảng giải về Phật Pháp, muốn cô ấy vượt qua chướng ngại tình cảm nam nữ. Nhưng cô ấy tựa như nghe mà không nghe. Lúc sau hỏi tôi: "Cao Tăng, kiếp này ngài và tôi không thể đến được với nhau ư?" Tôi liền lập chưởng nói: "Đúng vậy, tuyệt đối không thể được." Nước mắt cô gái lăn dài trên má. Một hồi lâu sau, cô ấy chỉ vào gói đồ trên bàn và nói: "Hôm nay gặp nhau, không biết khi nào mới lại tương phùng. Tôi tặng cho ngài một bó tơ lụa làm đồ cung dưỡng, mong có tăng nhận cho." Tôi ấp úng nói: "Cái này..." Dáng vẻ của cô ấy làm tôi không nỡ cự tuyệt. "Vậy bần tăng xin nhận, cảm tạ nữ thí chủ, bần tăng xin cáo từ. Xin nữ thí chủ an tâm nghỉ ngơi dưỡng bệnh, đọc nhiều kinh Phật, sức khỏe sẽ sớm hồi phục." Thấy cô ấy lặng im, tôi liền quay người bước ra khỏi phòng. "Cao Tăng, xin hãy thong thả." Tiểu thư ở phía sau lưng tôi gọi. Tôi quay người lại. "Nữ thí chủ vẫn còn việc gì muốn nói hay sao?" Ánh mắt cô gái lộ vẻ kỳ lạ. "Nếu đời này ngài tu không thành thì sao?" Tôi đáp lời cô ấy: "Nếu đời này ta không tu thành, đời sau vẫn tiếp tục làm tăng." "Nếu đã như vậy, dải lụa này xin làm tín vật, kiếp sau tôi lại lên chùa tìm ngài." Nói xong, tiểu thư quay người đi vào trong. Trở về chùa được 2 năm, nghe nói sau khi tôi rời khỏi đó không lâu, Lý tiểu thư đã qua đời trong sầu não. Việc này đã khuấy động đến cả một đời của tôi. Quả nhiên trong kiếp đó tôi tu không thành. Chớp mắt đã đến đời sau, tôi quả nhiên lại chuyển sinh thành hòa thượng. Sau đó ở chùa Vĩnh Hoa tiếp tục làm trụ trì. Thấm thoát đã mấy năm trôi qua, đã lại đến Trung Thu. Ngày thứ 2 là ngày hương hội. Buổi tối khi tôi đã tọa nhập định, bỗng nhiên trước mắt hiện lên một khoảng không rõ ràng, rồi xuất hiện công năng nhìn được tương lai quá khứ. Tôi biết được mình là phương trượng tiền nhiệm chuyển thế, và cũng biết được chuyện gì sắp xảy ra. Sau khi xuất định, chỉ biết than thở rằng định số, đúng là định số. Ngày hôm sau, người đến hành hương rất đông. Đến trưa, nghe thấy bên ngoài cổng chùa có tiếng truyền vào, trong tâm tôi máy động. Đến rồi, cuối cùng cũng đã đến. Lát sau, các khách tăng dẫn người có dáng vẻ là quan viên đi vào đại điện. Lễ Phật xong, ở trong phòng khách mời tôi tiếp đón. Vị quan viên vừa nhìn thấy tôi, liền nhìn kỹ trên dưới, rồi không ngừng gật đầu: "Quả đúng như thế, quả đúng như thế." Hai tay tôi hợp lại trước ngực: "Xin hỏi đại nhân từ đâu đến, có việc gì ạ?" Người đó bỗng như giật mình tỉnh giấc trả lời: "Ta đến từ Trường An, vì con gái mà đến quý tự tìm người." Tôi nói: "Tìm người ư? Trường An cách Vĩnh Hoa tự cả 100 dặm, làm sao có người cô ấy cần tìm được?" Các khách tăng đều cảm thấy kỳ lạ. "Là như vậy," người đó giải thích, "ta có một cô con gái, nó giống như viên minh châu trong tay vợ chồng ta. Chẳng mấy chốc đã đến tuổi kết hôn, rất nhiều người nó cũng thấy vừa mắt. Một hôm nó mơ thấy chồng mình là người nơi cửa Phật, hơn nữa kiếp trước từng có ước hẹn. Cụ thể hiện giờ ở chùa nào, dáng vẻ ra làm sao, còn có tín vật làm chứng, nói rõ ràng mười mươi.
ta cũng là người tin Phật, mặc dù bán tín bán nghi, ta vẫn muốn đến trước để hỏi dò và nghe ngóng xem sao. Không ngờ rất đúng với lời con gái nói, không sai chút nào. Các sư đệ bên cạnh nghe không lọt nữa, tức giận nói: vớ vẩn, phương trưởng chúng tôi là cao tăng đắc đạo, sao lại có thể giống như lời ông nói được. Tôi đưa tay lên ra hiệu bảo họ đừng nói nữa, rồi đi vào nhà kho, mở hòm gỗ của phương trưởng tiền nhiệm để lại, lấy ra gói đồ để lâu đã bị bụi phủ kín, cảm xúc dâng trào. Sau đó trở lại phòng khách, đặt gói đồ lên bàn, rồi nói với vị quan viên: đây chính là tín vật mà con gái ngài nói, đó là di vật của tổ sư. Lúc này các tăng nhân trong chùa lại ngày càng đông, có người chen vào trong phòng, đứng không được liền chen lên cửa sổ, chen nhau mà thở, hiếu kỳ chăm chú vào mọi việc xảy ra ở đây. Vị quan viên nói: vậy thì ngài hãy mở gói đồ đó ra xem. Mọi người lần lượt hướng ánh mắt về phía tôi. Được rồi. Tôi nhẹ nhàng mở gói đồ ra. Quả nhiên, nó là một bó vải lụa màu trắng. Mọi người đều ngạc nhiên. Bỗng nhiên, vải lụa đó phát ra ánh sáng nhạt. Các tăng nhân cùng tụng niệm Phật hiệu, phủ phục xuống quỳ lại. Lúc lâu sau, mọi người mới giật mình tỉnh lại. Vị quan viên đó nói với tôi: nếu tất cả đều là sự thật, thì xin cao tăng thu xếp rồi cùng tôi lên đường vào phủ, chọn ngày để cùng tiểu nữ hoàn thành hôn sự. Con gái tôi kết hợp với ngài đúng là trai tài gái sắc. Cả đại điện bỗng chốc tĩnh lặng, mọi người đều tỏ ra vô cùng lo lắng. Tôi suy nghĩ một lúc rồi chỉnh lại tăng y, ngồi ngay ngắn trên chiếc bồ đoàn, trong tay lần chuỗi Phật châu niệm một đoạn Phật hiệu, nước mắt lăn xuống với dáng vẻ đau thương. Là nợ nghiệp kiếp trước làm ta hai đời không thể giải thoát được, đành đứt đoạn từ đây, đợi đến khi đắc lại chính pháp vậy. Nói xong, tự mình làm tọa hóa mà rời đi, tọa thiền cho đến khi viên tịch. Đây chính là quan hệ nhân duyên giữa tôi và vợ. Trải qua luân hồi nghìn năm trong đời này, chúng tôi đều sinh ra trong gia đình nghèo khó. Nơi trần thế mênh mông này nối tiếp tiền duyên. Mặc dù xa cách nghìn dặm, nhưng cuối cùng chúng tôi cũng đến với nhau. Hơn nữa lại là duyên lành quy y Phật Pháp, buông bỏ tình, tiếp tục tu hành trong một pháp môn không cần xuất gia mà vẫn có thể tu thành. Vậy mới biết mọi sự trên đời đều là hai chữ nhân duyên. Câu chuyện chúng tôi chia sẻ đến đây là hết. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị. Tình là gì? Tình tức tình cảm, có thể chia thành tình thân, tình yêu, tình bạn, tình đồng đạo. Đạo Phật khuyên con người lìa dục, xả bỏ tất cả, nhưng không phải biến mình trở thành kẻ vô tình. Vì chúng sinh vốn được gọi là hữu tình chúng sinh, tức là chúng sinh có tình cảm. Nếu chưa được giải thoát giác ngộ, thì tất cả con người đều có tình cảm. Đó là lẽ thường tình, tự nhiên của con người. Trong những thứ tình cảm đó, tình yêu thương của bố mẹ dành cho con cái là tình cảm thuần khiết, vị tha nhất. Tình cảm đó chỉ có cho đi mà không hề mong cầu báo đáp. Tình bạn bè là tình đạo nghĩa của con người trong mối tương quan với người khác trong xã hội. Tục ngữ có câu: tình cảm của người quân tử trong sáng, thanh đạm như nước lã, cho thấy tình bạn nhẹ hơn tình thân một bậc. Tình đạo hữu chỉ mối quan hệ giữa những người cùng tu tập theo Phật Pháp, họ sẽ quan tâm giúp đỡ, hỗ trợ nhau. Tình yêu nam nữ
là thứ tình cảm phức tạp nhất trong đời. Tuy có những tình yêu trong sáng, chân thật, cũng là thứ tình cảm chỉ cho đi mà không hề muốn đền đáp, nhưng rất hiếm. Phần lớn, tình yêu nam nữ là tình yêu chiếm hữu, ràng buộc. Điều này có liên quan đến nhu cầu cảm giác an toàn của con người. Vì bất kỳ ai cũng không mong cùng người khác chia sẻ những thứ mình có. Cho nên, tình cảm thường là cội nguồn của đau khổ. Tuy nhiên, có thể nói rằng, trong những thứ tình cảm của con người, bình thường thì tình cảm nam nữ ngọt ngào nhất. Vì thế, tình yêu nam nữ là thứ tình cảm phức tạp, khó xử lý nhất trong bốn thứ tình cảm nêu trên. Đồng thời, đây cũng là thứ tình cảm tiềm ẩn nhiều nguy cơ nảy sinh vấn đề nhất. Người xưa có câu: trời nếu có tình, trời cũng già. Điều đó muốn nói rằng tình cảm là thứ dày dò tâm trí con người nhiều nhất. Khi tình yêu lên ngôi, đôi bên quấn quýt gắn bó keo sơn. Nhưng nếu yêu quá mức, liền thành đau khổ. Tình cảm yêu đương nam nữ nồng thấm, như người Trung Quốc nói: yêu nhau như thuở ban đầu. Đôi bên quan tâm, yêu thương, trân trọng, tha thứ cho nhau. Một khi có điều gì đó khúc mắc, hai bên phải tìm hiểu và bù đắp cho nhau. Như thế, tình cảm mới được bền lâu. Thực ra, khi hai người nam nữ đến với nhau, họ đã có hai thế giới riêng. Yêu thương bao nhiêu cũng chỉ là hai thế giới, chứ không thể hóa thành một được. Vì thế, khó tránh những lúc to tiếng cãi giả. Cho nên, tình yêu nam nữ cần phải học cách tha thứ, tôn trọng và bổ sung cho nhau. Ngoài ra, trong quá trình quen biết, yêu thương nhau của những đôi bạn trẻ thường có sự chênh lệch về mặt tình cảm. Một bên quá yêu thương đến nỗi bên kia không thể chấp nhận được tình cảm đó. Vì yêu thương có mặt quá nhiều, chiếm hữu. Có trường hợp, một bên quá yêu thương, bên kia quá thờ ơ, lãnh đạm. Vì thế, người kia nghĩ rằng mình không được tôn trọng. Trường hợp này sẽ dẫn đến lòng tự trọng bị tổn thương, tâm lý mất thăng bằng. Điều đau khổ nhất trong tình yêu là thất tình. Tình cảm phải được xây dựng từ hai phía. Nếu chỉ đến từ một phía, thì không được xem là tình yêu nữa. Nếu chỉ đến từ một phía, nhưng vẫn chấp chặt, theo đuổi, thì chỉ làm tổn thương cho mình và đối phương. Điều này nói thì dễ, nhưng thực tế thì muôn vàn khó khăn. Con người thường đau khổ vì tình cảm. Biết thế, nhưng mấy ai gạt được tình cảm nam nữ ra khỏi lòng mình? Chúng ta thường thấy báo đài đăng tải những chuyện tình đau khổ do yêu không thành. Có người tìm đến cái chết để giải quyết tình cảm. Cũng có người do quá yêu nên giết người mình yêu. Họ thường làm thế với lý do là: anh làm tôi đau thì anh cũng đừng hòng sống yên thân. Hoặc anh không có được em thì không ai được phép có em. Khi hai người đều yêu nhau nhưng bị gia đình, xã hội ngăn cấm, họ rủ nhau tự vẫn. Tình yêu là mầm hận. Đây là thứ tình cảm thiếu sáng suốt, đẩy tình cảm thành mối bất hạnh cho đôi bên. Theo Phật giáo, đó đều là những việc làm ngu si, thiếu hiểu biết. Nếu yêu không thành mà tìm đến cái chết thì không những bất hiếu với cha mẹ, bất nghĩa với xã hội, mà còn bất nhân đối với cả người mình yêu. Nếu muốn hiểu rõ về tình cảm này, chúng ta cần suy nghĩ ở khía cạnh khác. Thực ra, khi chúng ta yêu, chúng ta cứ chấp chặt vào một đối tượng và muốn tạo mối ràng buộc sống chết cho nhau. Nếu mở rộng lòng mình, nhìn vào thực tế xã hội, thì đâu cũng có người đáng yêu thương. Hơn nữa, chỉ cần người mình yêu sống hạnh phúc là được, chứ không hẳn
phải nhất định sống với ta là được. Hãy biến tình yêu thương thành động lực sống. Tình yêu là thứ tình cảm đáng trân trọng, đáng quý, đáng ca tụng trong đời. Cuộc đời nhờ có tình cảm mới phát triển, tươi vui hạnh phúc. Nhưng những năm gần đây, các phương tiện báo chí trong và ngoài nước thường đăng tải những vụ án tình thảm khốc. Trong đó, nguyên nhân chính chủ yếu là do các nạn nhân đều là tín đồ tình ái, nhưng không hiểu tình yêu là gì. Yêu có thể chia thành tình yêu ích kỷ và tình yêu dâng hiến. Tình yêu dâng hiến là lòng từ bi, tức là tình yêu thương rộng lớn mà người ta thường gọi là bác ái. Tình yêu ích kỷ là thứ tình yêu muốn chiếm hữu, thường là tình yêu nam nữ. Đương nhiên, trong tình yêu nam nữ vẫn có rất nhiều mối tình đáng được người đời trân trọng. Tuy vậy, tình yêu nam nữ có tính chiếm hữu lớn, lúc nào cũng muốn giữ lấy người mình yêu. Vì thế khi yêu, đôi bên cứ ngỡ đó là thứ tình yêu dâng hiến. Thực ra, đó là thứ tình cảm luôn luôn tranh thủ chiếm lấy trọn vẹn tình cảm của đối phương, và đó cũng là cái đích của tình yêu này. Trong quá trình chiếm hữu, thể hiện tình yêu, nếu chỉ thấy đối phương không như những gì mình mong muốn, hoặc không phù hợp với tâm nguyện mình, thì sẽ nảy sinh xung đột, oán hận, hoài nghi, thậm chí sinh lòng thù hận. Không thể có một tình yêu nam nữ hoàn toàn vô tư dâng hiến. Vì khi yêu, rất dễ gây ra nghi ngờ. Nghi ngờ dẫn đến cãi giả, nhất là trong những mối tình tay ba. Yêu và hận quyện chặt nhau, rất khó phân định. Yêu vì hận, hận vì yêu. Vì tình yêu nam nữ xuất phát từ lòng ích kỷ, chiếm hữu, nên tình yêu thường không yên bình. Nhân gian có câu: yêu nhau yêu cả đường đi, ghét nhau ghét cả tông chi họ hàng. Một khi không đạt được mục đích, tất cả công sức theo đuổi không được đền đáp, thường sinh lòng oán hận. Khi đó họ có tư tưởng ăn không được thì đạp đổ. Khi đạp đổ, họ không lường được kết quả sẽ thế nào. Trong cơn nóng giận sẽ hủy hoại đối phương. Thậm chí, có người còn cướp mất mạng sống của người mình yêu. Đây chính là bi kịch tình yêu của con người. Có người rất mù quáng trong tình yêu, chỉ biết yêu và yêu, chứ không nghĩ đến các nhân tố hiện thực khác. Đó chính là si tình. Si tình có thể vì mục đích tình dục, cũng có thể do mù quáng trong cách nhìn nhận đánh giá đối phương. Trong mắt gã si tình, người mình yêu là đẹp nhất, tài giỏi nhất. Trường hợp này, đối phương không còn là đối phương nữa, mà chỉ là cái xác cho người kia tưởng tượng ra một con người hoàn hảo như thế. Vì thế, kết cục của những tình yêu mù quáng si tình không bao giờ tốt đẹp như ý cả. Khi rơi vào trường hợp này, bạn cần sớm thức tỉnh. Tại sao có người nói hôn nhân là mộ phần của tình yêu? Vì trước khi lấy nhau, cả hai đều che giấu cái xấu, tô điểm cái đẹp vốn không phải của mình, hoặc mình không có như thế. Thậm chí có người còn tìm cách làm đẹp cho những khuyết điểm của mình. Đến khi kết hôn, thành vợ chồng, chung sống với nhau, tất cả khuyết điểm dần dần hiện rõ, và đôi bên dần thất vọng về nhau. Cuối cùng hạnh phúc tan vỡ. Vì thế, trong tình cảm nam nữ, không nên sống mơ mộng ảo tưởng về tính cách cao đẹp của đối phương. Không nên mụ mị trong tình cảm. Tình yêu đích thực là phải không ngừng học tập, kiện toàn bản thân vì người mình yêu, biết cách tôn trọng, giúp người yêu phát triển ưu điểm, bỏ dần khuyết điểm, biết cách biến tình yêu thành động lực sống tốt, không để tình cảm nam nữ trở thành gánh nặng, tạo nên bi kịch cho cuộc sống của mình và người yêu. Yêu, tức là tìm người bạn để chung sống trọn đời,
nên giữa hai người không những phải tôn trọng, thương yêu nhau như khi ban đầu, mà còn phải biết san sẻ, thẳng thắn, không giấu giếm nhau điều gì. Hai bên phải đối đãi bình đẳng, ôn hòa, trong sáng, mới mong sống với nhau trọn đời. Khi nào bạn thực hiện được như thế mới được gọi là tình yêu thật sự. Tâm khỏe mạnh mới mong thân mạnh khỏe. Nếu chúng ta tế nhị quan sát những người tính tình nóng nảy hay bực tức, sẽ dễ dàng phát hiện họ đang mắc một số bệnh như chức năng gan suy nhược, tuyến nội tiết không đều, vân vân. Mỗi khi tinh thần suy nhược, chán chường, đó là lúc thân tâm đều mệt mỏi, không đủ sức làm việc, xử lý tình huống. Trường hợp đó, chúng ta thường quy kết rằng do tâm bất an nên ảnh hưởng đến sức khỏe. Nỗi đau vật chất quả thực ảnh hưởng không nhỏ đến sức khỏe tinh thần. Có thể nói rằng, tâm làm chủ thân. Nếu tâm suy nhược, khiếm khuyết, thì nhất định sẽ ảnh hưởng đến tình trạng sức khỏe của thân thể. Cho nên, thân bệnh có thể chữa lành thông qua việc chữa tâm bệnh. Trước hết, chúng ta phải chấp nhận một sự thật rằng thân thể vốn luôn tiềm ẩn các mầm bệnh. Có người từng hỏi tôi, ai mới là người không mắc thân bệnh? Tôi nói, người không mắc bệnh đã chết hết rồi, không có người không mang bệnh, vì chỉ có người đã chết mới không còn có nơi để sinh bệnh, chứ người còn sống thì ai cũng có bệnh cả. Sinh, già, bệnh, chết là quy luật tự nhiên. Từ khi sinh ra, con người đã không ngừng tiến đến cái chết, không ngừng bị lão hóa, không ngừng phát triển các mầm bệnh. Thậm chí, nó còn để lại trong gen di truyền. Có thể nói, ai cũng đang mang bệnh, chỉ là bệnh nặng nhẹ khác nhau thôi, chứ không phải đợi đến già, sinh bệnh rồi mới chết. Bất luận bạn có cảm thấy đau hay không, thì thực tế ai cũng đang mắc bệnh cả. Như tôi đây, từ nhỏ đã mang nhiều bệnh, thân thể gầy yếu, suy nhược, nên tôi rất biết tự chăm sóc bản thân. Tôi thường kiêng ăn quá no, uống quá nhiều, không làm việc quá sức. Có lẽ vì thế mà đến nay tôi vẫn sống khỏe mạnh. Vì nhiều bệnh nên tôi thường thấy mình kém phúc, nghiệp chướng nặng nề. Tôi cũng thường thấy xấu hổ vì điều này. Tuy nhiên, theo tôi thì bệnh là được phúc nhờ họa. Tức bệnh là họa, nhưng thông qua bệnh hiểu được nhiều thứ, đó là phúc. Ngược lại, có người hiếm khi mắc bệnh, nhưng một khi có bệnh đều là bệnh hiểm nghèo. Thực ra, người khỏe mạnh thường cậy khỏe, ăn uống bừa bãi, không biết tiết chế, nên càng làm tăng thêm cơ hội cho mầm bệnh trong người phát triển. Từ điều này chúng ta thấy, người thường cảm thấy có bệnh trong người cũng là một điều phúc. Nên trong luận Bảo Dương Tam Muội có nói, nghĩ đến thân thể thì đừng cầu không tật bệnh. Tuy vậy cũng không có nghĩa là chúng ta cần sống trong thấp thỏm bất an vì tật bệnh. Tôi có người bạn thường than thân trách phận với tôi rằng đầu đầu trên thân cũng mắc bệnh. Có lúc than rằng có lẽ tôi không sống nổi đến tháng sau. Cách nói và cách nghĩ như thế sẽ ảnh hưởng không tốt đến mình và mọi người. Đó cũng không phải là người có đời sống nội tâm lành mạnh. Vì thế, chúng ta nên nghĩ rằng bệnh tật chỉ là một trong những điều tất yếu không thể tránh khỏi của con người. Một là để nhắc nhở chúng ta thêm trân trọng sự sống. Hai là để hiểu được cuộc đời vô thường, sinh lão bệnh tử là tất yếu. Khi nghĩ được như thế, một khi sinh bệnh, bạn không bị chao đảo ảnh hưởng đến tâm lý. Có người mất hết niềm tin và nghị lực sống một khi phát hiện mình mang bệnh nặng. Bị bệnh thì chữa trị,
chữa trị không khỏi thì ít nhất cũng không nên để chúng trở thành tâm bệnh. Phát hiện bệnh là điều nên mừng chứ không phải là điều nên lo. Vì ít ra trong trường hợp xấu nhất, bạn cũng có sự chuẩn bị trước để hoàn thành những việc cần làm. Nên biết mình mang bệnh hẳn là một điều đáng mừng vậy. Nhìn theo quan điểm Phật giáo, phàm là con người sinh ra trong đời này, ai cũng có vô lượng tội đã làm trong vô lượng kiếp quá khứ. Một khi lâm bệnh, nghĩa là một lần nghiệp quả báo ứng. Đó là cách trả nợ ác nghiệp mình tạo trong quá khứ. Đã làm được thì phải chịu được, chứ chẳng có gì phải lo âu cả. Ngoài ra, Phật thường dạy các đệ tử rằng: tỷ kheo thường đới tam phân bệnh, nghĩa là người xuất gia phải mang trong người một ít bệnh. Câu nói có ngụ ý rằng bệnh tật cũng là một trong những cách giúp người tu tập hiểu được bản thân, hiểu được cuộc đời vô thường. Trên đây là những quan điểm, những cách nhìn nhận về tật bệnh, giúp chúng ta có cái nhìn thấu đáo chính xác về thân bệnh. Nếu biết vận dụng các quan điểm vào cách nhìn nhận, đánh giá tật bệnh của bản thân, thì tuy thân thể không khỏe mạnh, nhưng vẫn không ảnh hưởng đến tâm lý, không đến nỗi buồn rầu, tuyệt vọng khi mang bệnh. Vượt lên nỗi khổ chia lìa. Trăng có lúc tròn lúc khuyết, người có lúc tụ lúc tan. Trong đời chẳng có buổi tiệc nào không dứt, người sống trong đời khó tránh được bi quan ly hợp. Khi chia lìa với người thân cũng ít ai cầm được nước mắt. Đây là sự thật về khổ trong đời. Phật giáo gọi là ái biệt ly khổ. Tình cảm con người có tình cảm cha con, tình vợ chồng, tình yêu nam nữ, tình cảm bạn bè vân vân. Trong đó, tình cảm người thân trong gia đình và tình yêu nam nữ là những tình cảm thân thiết nhất. Khi đối diện với sinh ly tử biệt cũng là lúc đau khổ nhất. Tình cảm bè bạn nhạt hơn, nhưng nếu là những người bạn từng sống chết có nhau, chân thành giúp đỡ nhau trong ngọt bùi hoạn nạn, thì khi phải chia lìa cũng là một nỗi khổ lớn. Tình thân chủ yếu chỉ tình thương của bố mẹ dành cho con cái. Vì thật ra, như người ta nói, nước mắt chảy xuôi, nên tình cảm con cái dành cho bố mẹ không đầm ấm vô tư và đại lượng như tình bố mẹ dành cho con cái. Sự trưởng thành khôn lớn của con cái không thể thiếu sự quan tâm, chăm sóc, yêu thương của bố mẹ. Thế nhưng, khi con cái lớn khôn cũng là lúc sắp phải chia xa, vì trai phải dựng vợ, gái phải gả chồng, không thể sống mãi bên bố mẹ được. Như những chú chim đủ lông đủ cánh, không thể ở mãi trong tổ được. Đó tuy là sự thật, nhưng chưa từng có bố mẹ nào không rơi nước mắt khi nhìn chim non xây tổ ấm mới. Có người muốn cho con đi du học nhưng lại không chịu được cảnh xa con, khóc lóc nhung nhớ. Đó âu cũng là lẽ thường. Tất cả đó chính là ái biệt ly khổ, tức là khổ vì yêu thương chia lìa. Khi có con cái, các bậc làm cha làm mẹ phải chuẩn bị tâm lý để một ngày nào đó con khôn lớn phải tách rời tổ ấm cũ, xây dựng tổ ấm mới, tránh đau buồn quá mức. Khi chúng ta có sự chuẩn bị trước, sẽ không thấy sốc hay quá đau khổ vì chia lìa. Ngoài ra, sự chia lìa của tình yêu thương nam nữ cũng là nỗi đau lớn của con người. Tình yêu càng sâu đậm thì biệt ly càng đau khổ. Nếu yêu thương nhau không đến được với nhau, đó là một nỗi khổ lớn của con người trong tuổi yêu đương. Cũng may tôi là người xuất gia,
khi vào quân ngũ từ Trung Quốc Đại Lục đến Đài Loan, ít bị tình thân, tình yêu ràng buộc nên cũng nhẹ nhàng khi ra đi. Tuy nhiên, cảnh bình định quyến luyến hồn chúng tôi vào quân ngũ giữa đông đảo bạn bè, các bậc bố mẹ và người thân đưa tiễn chúng tôi, quả thực rất khó lòng dứt khoát ra đi. Tôi nghĩ rằng giữa con người với con người, chỉ cần có tình cảm dành cho nhau, bất luận là tình thân, tình bạn hay tình yêu thương nam nữ, đều sẽ rất khổ đau khi biệt ly. Tuy tôi là người xuất gia, nhưng trái tim tôi vẫn bằng xương thịt, cũng có phần đau buồn khi phải chia tay với người thân, bạn bè. Ví dụ, năm tôi lên 14 tuổi, tôi vào chùa xin xuất gia. Còn nhớ, có lần mẹ đến thăm tôi và ở lại trong chùa một ngày rồi về. Mẹ tôi không nỡ rời xa, nhưng cũng không muốn bắt tôi về lại nhà. Cái cảm giác như đứt ruột khi phải xa tôi lúc đó của mẹ, quả thực khiến tôi thấy nhói đau. Tuy nhiên, sau đó tôi nghĩ bụng, chính mình phát tâm xuất gia, muốn dùng tấm thân do bố mẹ tác thành này để báo đáp ân đức sinh thành dưỡng dục của bố mẹ. Tôi muốn vượt lên giới hạn nhỏ bé của bản thân để mang lại lợi ích cho nhiều người trên đời này nữa. Tôi muốn gieo hạt giống Phật vào lòng người để giúp họ tránh khổ tìm vui. Đồng thời, tôi xem đó là cách báo ân cha mẹ. Theo tôi, nếu sáng tối bên bố mẹ suốt đời cũng không phải là cách báo đáp thâm ân hay nhất. Nghĩ thế, tôi thấy lòng mình dơi đi, đau khổ rất nhiều. Có đoàn viên, ly hợp mới trưởng thành. Tục ngữ có câu: trời còn trẻ lắm vì chưa thấu tình. Nguyên văn là: trời có tình, trời cũng già. Điều đó muốn nói rằng tình thân, tình yêu, tình bạn mang lại sự ấm áp cho chúng ta, thế nhưng vẫn mang mầm mống đau khổ, nhất là khi phải đối diện với sinh ly tử biệt. Vì thế, có người cho rằng chỉ cần cắt đứt tình cảm với mọi người thì không còn khổ vì nó nữa. Nhưng như Đức Phật nói, chúng sinh là loài hữu tình, có tình cảm. Chúng ta là chúng sinh, làm sao tránh được tình cảm? Mạng sống của chính mình là cái mà chúng sinh yêu quý nhất. Sau đó mới đến những người, sự việc và sự vật liên quan đến mình. Tình thân tượng trưng cho sự kéo dài của sự sống con người, vì con cái là hóa thân của bố mẹ. Tình yêu cũng thế, nhờ có sự kết hợp giữa nam nữ mới có con cháu đời sau. Nên nói tình yêu là sự nối dài của sự sống. Tình bạn bè tuy không liên quan trực tiếp đến sự sống của mình, nhưng người sống trong đời ai không có bạn? Bạn bè là người chia sẻ buồn vui, làm đời sống thêm thú vị, là một trong những suối nguồn của đời sống tinh thần. Nên tình bạn cũng góp phần rất quan trọng trong cuộc sống con người. Tình yêu nam nữ có liên quan mật thiết đến sự sống con người. Nhờ có tình cảm này mới có con người, đó là sự thật không thể phủ nhận. Nếu chúng ta phủ định hoặc cắt đứt hẳn thứ tình cảm này, thật sự không hợp với quy chuẩn đạo đức thế gian, không hợp với đạo lý làm người. Xét theo quan điểm Phật giáo, bất luận là tình thân, tình yêu hay tình bạn đều do duyên sinh. Có nhân, có duyên mới khiến mọi người sống chung, gần gũi, hợp tác với nhau. Tuy nhiên, chúng ta cần hiểu rõ rằng nhân duyên tụ tán là lẽ tất yếu của tự nhiên. Như chúng ta thường nghe nói, sông có khúc, người có lúc, hay trăng có khi tròn khi khuyết, người có lúc tụ lúc tan. Như thế đủ thấy rằng sống chết hợp tan,
đều là lẽ tự nhiên của trời đất. Sum họp, chia lìa đã là sự thật tất yếu, thì chẳng có lý do gì khiến chúng ta phải đau khổ cả. Giáo lý Phật giáo dạy chúng ta nên giữ tâm mình ở mức bình thường. Vì bình thường tâm thì đạo, tức tâm bình thường chính là đạo. Nhờ có tâm đó mà khi sum họp ta không quá vui mừng, khi chia lìa ta không quá đau khổ. Hơn nữa, người ta sống trong đời phải có lúc tụ lúc tan, phải trải qua tất cả khổ đau của đời mới mong tiến bộ trưởng thành. Nếu cuộc đời cứ phẳng lặng, đứng yên bất động thì chúng ta mãi mãi dừng lại tại một điểm cố định, không thể tiến bộ được. Ví dụ, hôm nay quen biết người này, ngày mai lại quen người khác. Nhờ thế, chúng ta mở rộng thêm mối giao du với mọi người, mở rộng mặt bằng giao tiếp. Thế nên, hợp tan trong đời là sức mạnh giúp chúng ta trưởng thành, vì nhờ mở rộng giao lưu với mọi người mà kiến thức sống phong phú hơn, đa dạng hơn. Quả thực, đó là điều rất tốt. Giả lại, hợp tan thể hiện lẽ vô thường, không thể hợp mãi, không thể tan mãi. Hơn nữa, với sự phát triển của các phương tiện kỹ thuật hiện đại, chúng ta có thể liên lạc với nhau dễ dàng qua điện thoại, mạng toàn cầu. Dù cách nhau bao xa cũng có thể nói chuyện trực tiếp, thấy mặt nhau được. Hơn nữa, con người thường chú trọng sự giao lưu về mặt tinh thần, nên tuy không ở gần nhau được nhưng vẫn có thể thông tin, thăm hỏi nhau. Do đó, chuyện hợp tan đã không còn khổ như xưa nữa. Chia cách nhau sẽ dĩ làm cho người ta đau khổ, bắt nguồn từ tâm lý chấp chặt, muốn người mình yêu thương mãi mãi bên ta. Vì thế, chỉ cần chúng ta thay đổi cách nhìn, thay đổi quan điểm, lấy tâm bình thường để ứng phó với tụ tán ly hợp bất thường trong cuộc sống, đồng thời phải nắm bắt cơ hội trưởng thành trong tan hợp, hợp tan, chúng ta mới không bị yêu thương chia lìa làm đau khổ nữa.